Mày hãy đi tìm một cái hiệu thuốc khác, mua cho tao một thang thuốc dưỡng thai gấp. Đừng có giống như lỗi cũ nghe chưa. Lần này á là không có được sơ sẩy. Dạ thưa bà, cái thai á nó lớn rồi, mà mình làm vậy là con sợ nguy hiểm đến tính mạng của mỏ đó bà. Mặc xác nó, tao không thể để nó đẻ đứa con này ra. Tao không chịu thua nó đâu. Nhất định là phải có cách. Phải có cách. Phải có cách nào đó. Tại sao mẹ anh lại trở thành một người như vậy chứ? Nhất quyết không tha cho đứa cháu của mình. Anh cũng thật ngỡ ngàng, không thể tin vào sự thật. Người đang đứng trước mặt anh bây giờ có phải là người anh yêu thương kính trọng hay không? Mẹ vẫn là mẹ của anh, nhưng vì mẹ không muốn em ở trong nhà nên mới bất chấp như vậy. Mẹ chỉ vì chuyện đó mà bất chấp trở thành một con người máu lạnh hay sao? Ngay cả đứa cháu 4 tháng tuổi mà mẹ cũng muốn giết cho bằng được. Thực chất thì nó cũng đâu có còn đâu. Tội cho vợ anh quá, đã phải chịu sự căm ghét hằn học như vậy. Anh thay mặt mẹ xin lỗi vì những gì em đang phải gánh chịu. Có anh em cũng đỡ tủi thân, chứ không thì em cũng không biết sống ra sao nữa. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cho em. Nhất quyết sẽ không để mẹ đuổi em ra khỏi nhà vì bất kỳ một lý do nào. Chuyện cái thai không biết chừng nào mẹ mới chịu dừng tay. Mẹ, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Mẹ đang muốn nghỉ ngơi, con ra ngoài đi. Sao mẹ lúc nào cũng ác cảm với vợ của con hết trơn vậy? Cho dù là như vậy đi nữa, đứa con của con ấy đang mang là con của con, là cháu của mẹ. Sao mẹ nỡ? Con muốn nói cái gì? Mẹ làm gì thì mẹ tự hiểu đi. Nhưng mà con xin mẹ được không? Nó chính là nấm ruột của con chứ không ai khác. Nó là con của con, chứ không phải là quan gia nghiệp chướng gì cả. Nó chưa ra đời, làm sao mẹ cứ nói nó gây hại cho ai được chứ? Con nói hết chưa? Nói rồi thì đi ra ngoài. Mẹ à, mẹ không ngờ từ ngày có con đó về nhà, con lại có thái độ hỗn hào với mẹ như vậy. Con không còn là đứa con ngoan ngoãn, nhất nhất nghe theo lời chỉ bảo của mẹ nữa. Sao mẹ cứ muốn con nhất nhất phải nghe theo lời mẹ mới được gọi là thương mẹ hay sao? Vì con nông nổi bồng bột, con hay nghe lời người khác. Con chưa đủ khôn lớn để phân biệt đâu là đúng là sai. Nhìn người cũng lầm lẫn, cho nên mới đem lòng yêu thương một đứa như con lẻ. Mẹ quá nhân nhượng, cho nên giờ đây mẹ mới có ngày này. Cái ngày mà con đứng trước mặt mẹ, con cãi lời của mẹ. Mẹ à, con vào đây con không có muốn cãi mẹ, mà con chỉ muốn xin mẹ đừng có đối xử khắt khe với vợ con nữa. Và nhất là đứa bé đang nằm trong bụng của lẹ, mẹ hãy nghĩ tới tình thâm máu mủ mà bao dung có được không vậy mẹ? Mẹ chỉ lo lắng và quan tâm đến cá bào thai trong bụng của nó thôi. Mẹ có làm gì ác đâu mà con nói mẹ như vậy chứ? Ý con muốn nói là, nếu con vào đây để nói theo những gì mà người ta dặn dò thì con đi ra ngoài cho mẹ. Con không có nghe theo ai hết đó, đó là ý của con. Đi ra ngoài. Mẹ, đi. Mà để thằng Bảo có thái độ với mình như vậy chứ. Không tin nổi, thiệt là tức chết đi được mà. Sau này nó còn xúi giục thằng Bảo tới chuyện gì nữa đây?